Theo Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, khoảng gần 24 giờ đêm 27 tháng 6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 3 người đuối nước ở một hố khai thác đất sét khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân. Theo những người sống gần mỏ đất sét ở khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, thì vào khoảng 10 giờ ngày 27 tháng 6, một nhóm thanh niên khoảng gần 10 người đến đây tụ tập ăn uống. Sau đó, nhóm thanh niên này dùng một chiếc xuồng nhỏ chở theo 5 người, gồm 3 trai, 2 gái trèo ra giữa hồ, thì bất ngờ xảy ra sự cố làm chiếc xuồng bị chìm, khiến 3 người bị đuối nước, 2 người bơi được vào bờ. Thấy bạn bị đuối nước, nhóm thanh niên nhảy xuống cứu nhưng bất thành, liền báo cho chính quyền địa phương Mỹ Xuân hỗ trợ tìm kiếm. Ngay sau khi đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ số 3 tại khu trung tâm hành chính thị xã Phú Mỹ cũng đến hiện trường ứng cứu. Đến 20 giờ đêm 27 tháng 6, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể được xác định là anh Nguyễn Hữu Tài, sinh năm 1999, trú tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, và chị Đỗ Thị Ngọc Hân, sinh năm 1994, quê ở tỉnh Trà Vinh. Lực lượng cứu hộ cho biết, vị trí trên là mỏ đất sét của các nhà máy đã khai thác xong, lòng hồ sâu và đáy hồ không bằng phẳng nên rất khó để tìm kiếm. Họ đã phải dùng lưới thả xuống đáy hồ và xuồng cao su cùng bình dưỡng khí để lặn xuống tìm kiếm. Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, đến hơn 23 giờ 30 phút, nạn nhân cuối cùng cũng đã được tìm thấy. Thi thể được xác định là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1998, quê ở Quảng Ngãi, ngụ tại khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Được biết thì cách đây khoảng hơn một tháng, gần khu vực này cũng là một mỏ đất sét đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, làm hai em nhỏ thiệt mạng.